Xin được gửi tới cô chú và anh chị, hôm nay chúng ta cùng đi tham quan một cái mẫu nhà sổ riêng giá rẻ có tọa lạc ngay trung tâm phường Tân Vực Khánh, thành phố Bình Dương nhá. Cái này của chúng ta thì nó có vị trí là đường trước nhà, đường là bê tông 3 mét đường thông, khu vực ở đây thì kín hết rồi, và chỉ cách đường DT746 ở kia tầm 8 mét, và cách chợ Tân Khánh tầm khoảng 500 mét thôi. Thì những quý chị nào đang cần tìm một cái mẫu nhà sổ riêng giá tầm trung thì mình có thể tham khảo con này với em. Ở đây là khu vực bên ngoài nhà mình đây, dân cư kín hết rồi nhá. Và nhà chúng ta hôm nay tham quan là căn nhà cấp 4 này, nó có diện tích chiều ngang 4,5 m và chiều sâu là 14 m ở nhà nhá. Sổ cư là 50 m², hướng chính tây, và ở đây thì sử dụng điện riêng và nước sạch nhà nước đây, đầu nước sạch đây đó. Và khu vực đây người ta nói chung là kín hết rồi đấy, và trong vòng kính 500 m có trường, chợ rồi công ty xí nghiệp rất là nhiều, cho nên là những anh chị nào đang cần tìm một mẫu nhà xuống đây giá rẻ thì chúng ta tham khảo qua nhá. Bên ngoài này chúng ta sử dụng nước cửa kéo này, bên trên là hệ thống tôn đầy đủ chúng ta nhá. Đó, và công năng sử dụng của mình sẽ gồm có một cái khu vực sân để xe máy đây, 3 phòng ngủ và 1 phòng khách và 1 nhà vệ sinh, và có nhà tắm bên trên và sân thượng bên trên nhá. Và khu vực ở ngoài đây thì chúng ta có thể để xe máy thoải mái này, rất là rộng, có tầm 3 mét. Ở ngoài đây thì nó có cái vòi nước để xe cộ này. Ở trong này thì mình có sử dụng nước cửa sắt 4 cánh nữa nhá. Nhà này thì đã qua sử dụng rồi. Họ thì hôm nay bên em đi giới thiệu cho nhà tham quan cái căn này, thì để cho những quý chị nào đang cần mua ở khu vực Tân Biên Bình Dương thì mình có thể tham khảo căn ở khu vực gần chợ Tân Thắng này nhá. Ở đây là không gian phòng khách này, thì ở dưới tầng trệt chúng ta thì có không gian phòng khách này, không gian phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh đó, rất là rộng rãi. Ở đây toàn bộ điện âm hết nhá, hệ thống điện âm rồi gạch ngói ốp đầy đủ người ta. Chỗ này là CB điện này đó, còn ổ cắm một điện đây. Ở trên này thì có bóng điện áp trần nữa này, rất đẹp nhá. Đấy, bên này cũng có ổ điện luôn này, toàn bộ đây hệ thống gạch ốp hết rồi. Cầu thang này cũng sử dụng cầu thang về gỗ nhá. Và trên kia chúng ta sẽ có 2 phòng ngủ và 1 không gian giếng trời và khu vực nhà tắm. Ở dưới đây thì có khu vực để nấu cơm này, nhưng là có phòng ngủ rất là rộng này. Đấy, phòng ngủ cực kỳ là rộng luôn. Trên này cũng được trang trí này, trên này cao rất là đẹp này, hệ thống đèn điện có hết rồi. Đấy, rồi ngoài đây là khu vực bếp để nấu cơm đó. Ổ điện đầy đủ hết nha, trên này có những quạt hút mùi này, ngoài sau này cũng có nhá. Còn khu vực ngoài đây là không gian bếp để rửa chén, bàn bếp để bên này nhá, nấu nướng bên này, còn rửa chén thứ để bên này. Đó, ở trong này thì có một nhà vệ sinh, hệ thống cửa đầy đủ nhá, cửa kéo đầy đủ nhá. Còn có vòi nước thứ này. Bên này là nhà tắm, nhà vệ sinh riêng, nhà tắm riêng nhá. Còn khu vực chỗ này thì chúng ta có thể là để máy lọc nước cũng được. Đó. Đây, căn này thì đã qua sử dụng rồi, thì với cái giá tầm trên dưới 1,8 tỷ thì nói chung là mình mua ở cũng được. Đấy, thì những quý chị nào tài chính nó còn thấp thì mình cứ tham khảo qua. Đây, chỗ này có ổ điện này. Đấy, ổ điện đây để chúng ta cắm nhé. Khu vực này cũng có luôn này, trên này cũng có. Đấy. Cầu thang này cũng có tam cấp, và cầu thang này sử dụng cầu thang đá nhé. Trên này thì chúng ta có 2 phòng. Đây, khu vực ngoài đường đây thì có 1 phòng này. Đó, 1 phòng ở đây nhá. Ổ điện lên có luôn này. Phục bên cạnh cầu thang này là khu vực ta có thể làm phòng học hoặc là phòng thờ cũng được. Thì chúng ta về thiết kế theo cái nhu cầu nhà mình. Đây, chỗ này có 1 phòng ngủ, bên trong phòng ngủ nữa. Đấy. Và là 2 phòng như này nhá cả nhà nhá. Hệ thống điện đóng đầy đủ hết, cũng có ổ cắm ở trên tường có hết nhá. Gạch ngói trên này ốp cũng tương đối là sạch sẽ. Và bên ngoài đây thì có cái không gian giếng trời cũng như nhà tắm. Trên này chúng ta có thể để máy giặt được. Đấy. Phơi đồ thoải mái luôn. Đằng sau chúng ta là nhà dân này. Đấy, dân ở đây thì nói chung cũng kín hết rồi. Trong này thì có cái nhà tắm. Nhà tắm nhá. Đó. Nhà tắm gạch ngói ốp kín hết rồi. Trên này có cái khu vực cái kho để đồ ở trên này cũng được này. Đấy. Đây có cửa ra vào nhá. Đó. Căn này thì nói chúng là thiết kế kiểu mẫu như các bố ngày xưa ngày trước ấy, cho nên là nói chung là nhìn hơi cũ, nhưng mà nói chung là tầm giá này thì mình nên tham khảo qua. Ngang 4,5 m, sâu 14 m nhá, thủ cư 50 m², có hướng chính là chính tây nhá, được nhà đường thông bê tông 3 m, xe ba gác vào thoải mái, ô tô con thì cũng vào được tới nơi nhá, cách đường lớn có tầm mấy chục mét là tới rồi. Giá đúng 1,8 tỷ rồi nhá, thì khi nào quan tâm thì có thể liên hệ với em để hỗ trợ xem con này.
nhà sổ cũng riêng ở nhà nhá, nhà sổ cũng riêng giá tầm trung đấy, cho nên quý anh chị tham khảo qua. Và quý chị xem trong nhớ đăng ký kênh nhé, để khi nào bên em có những sản phẩm mới bên em tiếp tục gửi tới quý vị tiếp tục tham quan. Và nhớ đăng ký kênh nhé, để có thể thường xuyên theo dõi những sản phẩm nhà đất ở khu vực Bình Dương mà bên em hay đi review để cho quý anh chị cùng tham quan qua nhé. Rồi xin chào cả nhà nhé.